thưa đại chúng, ngày hôm nay á, chúng ta học tiếp là chìa khóa thiền quán ở trong Kinh Pháp Hoa. Chắc quý vị còn nhớ khi mà Đức Thế Tôn thuyết Kinh Pháp Hoa thì đầu tiên là Ngài thuyết Vô Lượng Nghĩa Kinh. Vô Lượng Nghĩa thuyết trước rồi mới thuyết Pháp Hoa sau. Tại sao lại thuyết Vô Lượng Nghĩa trước? Tại vì là tất cả đều chỉ là phương tiện. Đức Thế Tôn dùng phương tiện này, phương tiện kia để độ cho chúng sanh, để cho chúng sanh thấy rõ cái chân tướng của sự thật. Sự thật đó là nó rỗng tích, nó không có cái gì có thật cả đó. Sinh lão bệnh tử cũng là rỗng, tại vì hễ có sinh thì có lão, có bệnh có tử, là đương nhiên vậy thôi. Cái quy luật của nó vậy. Nếu chấp rằng có sinh có lão, có bệnh có tử, tức là có thân, mẹ có thân thì thấy nó biến hoại, biến dịch thì tâm ra đau khổ. Khi thân biến dịch đâm ra đau khổ, tại vì chấp có cái này có cái kia. Chấp không cũng sai, chấp có cũng sai, chỉ cần nhận biết cho nó đừng có dính mắc. Đừng có dính mắc, Đức Thế Tôn nói rất rõ trong Kinh Trung Bộ. Chớ có dính mắc một điều gì. Thế thôi, rất đơn giản, đó là khẩu quyết để chúng ta tu. Cho nên dùng Vô Lượng Nghĩa, tức là tùy người mà nói. Cũng bài này nếu mà sư nói cho cái đạo tràng khác, sư phải nói khác, đạo tràng này thì nói vậy thôi. Khi gặp anh em, năm anh em Kiều Trình Như, Đức Thế Tôn nói tứ diệu đế khổ tập diệt đạo. Thực sự ra cái đó chỉ là metaphysics, tức là cái tiến trình lý luận về y học vào thời đó thôi. Nó không có cái gì gọi là ghê gớm. Nhưng mà người ta thì cứ nói là thần thánh hóa, tạo nên một cái huyền thoại về tứ diệu đế thì thôi kệ, miễn ai làm gì làm, miễn tu được rồi thôi. Vô Lượng Nghĩa mà. Nhưng mà rồi sau đó có một cái bà già, bà ôm đứa con chết, bà lại gặp Đức Phật, nói Đức Phật là Ngài đại trí toàn năng toàn giác, Ngài cứu con của con. Đức Phật làm gì? Nói bà ta cứu không được thì đâu phải là Phật. Cho nên Đức Phật muốn khai ngộ bà, Đức Phật nó đi vào trong làng, để đứa bé đây đi vào trong làng kiếm cái hạt mè. Mà ở trong nhà nào không có người chết, đem ở đây ta cứu. Bà đi ở trong làng chỗ nào cũng có hạt mè, mà chỗ nào cũng có người chết. Không nhà nào không có người chết, ông bà, cha mẹ, anh chị em. Bà đi suốt một ngày, bà chạy về, bà nói Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, bạch Ngài Cù Đàm. Nhà nào cũng có mè, mè thì dễ lắm, con kiếm dễ, nhưng mà nhà nào cũng có người chết. Làm sao con kiếm chỗ nào mà nhà nào cũng có người chết? Đức Phật nói nhà nào cũng có người chết, ai cũng chết thì con bà chết thì có cái gì lạ? Ngay chỗ đó bà ngộ. Thế thì thưa chư vị, bây giờ nói tứ diệu đế với cái hạt mè đó, nó khác nhau chỗ nào? Cho nên nếu chúng ta chấp vào đó là chúng ta kẹt. Cho nên không thấy được tứ diệu đế, không thấy được sinh tử luân hồi, không thấy được bốn đường ác đạo, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên vẫn còn ham cái này cái kia, ham cái gì? Ham tài sắc danh thực thủy, ham sắc thinh hương vị xúc pháp thôi, ham mấy cái vibration, cái mấy rung rung chứ có gì đâu. Nhưng mà nó rung là thích lắm, mắt nhìn nó rung là thích, tai nghe rung là thích, tiếng khen, tiếng chê, được, mất, hơn, thua, tám ngọn gió đời. Thế thì nói chung lại, nó chỉ là một cái đám rác, nhưng mà được che giấu bởi những cái huyền thoại. Rồi thỏa mãn, thỏa thích, đam mê trong những huyền thoại đó. Giống như sư thấy bây giờ đó, người nào cũng có một cái iPhone, một cái điện thoại cầm tay. Tôi ngày nó cầm, nó cứ lấy tay nó quẹt quẹt, không biết nó quẹt cái gì ở trong. Dọc khi Đức Thế Tôn thuyết Kinh Pháp Hoa, Ngài đã thuyết Vô Lượng Nghĩa, tức là tất cả đều chỉ là phương tiện. Mà nói tất cả đều chỉ là phương tiện, tức là miễn nó đạt tới cứu cánh, nó đưa tới cái sự kết quả. Thế thì quay trở lại, tứ niệm xứ có gì khác? Nó cũng rớt vào quy luật đó thôi. Tứ niệm xứ cũng là phương tiện để cho chúng ta đưa tới cái chỗ rốt ráo. Liễu nghĩa, liễu tri, biết rất rõ, nghĩa như thế, biết như thế, sự thật như thế, không có lầm lẫn. Chứ nó cũng phải là ở trong kinh Đức Thế Tôn có cái câu là chỉ có một pháp này
dẫn tới Niết Bàn, đó là tứ niệm xứ. Kinh nào cũng chỉ có một cái kinh này thôi, độc nhất thôi. Đừng có khởi niệm, tại vì quý vị khởi niệm là quý vị vướng, có không không là vướng hết, buông hết, biết vậy thôi. Thế thì vô lượng nghĩa thuyết để làm cái gì? Vô lượng nghĩa thuyết đó là mục đích để phá cái chấp. Thường thường chúng ta chấp, chấp đúng, chấp sai, chấp cao, chấp thấp, chấp nóng, chấp lạnh. Vô lượng nghĩa tất cả chỉ là phương tiện, cho nên tứ niệm xứ cũng là phương tiện để cho chúng ta giải tỏa những cái rác rưới ở trong đầu chúng ta, để cho chúng ta được thanh tịnh, được an vui. Và khi nói tới tứ niệm xứ, thường thường nói là bốn đường, rồi bốn quả, bốn đường thanh tịnh tu tập, rồi dẫn tới bốn quả Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Nhưng mà nếu thực sự ra có cái quả mà như vậy thì cái quả là quả hữu hình, quả là danh chế định, tức là pháp chế định, tức là người ta đặt tên là ta dính rồi đó. Tôi ráng tôi tu để tôi chứng Tư Đà Hoàn, rớt rồi. Tư Đà Hoàn nó không có lợi gì hết. Tư Đà Hoàn là ly tham, ly dục, tức là buông những cái tầm thường của mình đi, tham muốn tầm thường thì buông nó đi, chứ đâu có phải thêm đâu. Mà nếu buông đi thì nhẹ, chứ đâu phải buông đi mà chứng cái gì nữa. Buông đi là nhẹ rồi. Tư Đà Hoàn tức là không còn tham, không còn ái dục nữa. Án là không còn sân, thì đó tham sân si có vậy thôi. Tức là buông bớt, chứ không phải lấy thêm. Cho nên nói là quả, thực sự đó là vô quả. Đó, tại vì nó bỏ bớt mà. Chúng ta gánh nặng quá thì trong Kim Kim Cang các pháp như Mộng Nguyễn Bảo Ảnh đó, nhưng mà có điều người ta không thấy cái điều đó. Cho nên thực sự ra nói quả là nó là phương tiện thôi, chứ nó không có cái quả gì hết á. Bữa đây sư nói thẳng cho quý vị biết, ráng tu đi, Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, kể cả quả Phật nữa cũng là quả vô quả, tức là phương tiện để nói cho biết. Nhưng mà nó là cái gì phải hiểu để rồi coi mình có tới đó chưa. Chứ giờ mình ăn cũng biết nóng lạnh làm sao được, phải không? Tất cả khi nói vô lượng nghĩa thuyết, hay là nói tới các cái quả, hay là các cái phương tiện để tu học, để giúp cho chúng ta khởi cái tín tâm. Không có tín tâm quý vị không có tu đâu, không tu nổi. Phải tin Phật. Mà Phật nói không có tin đâu. Thành thử ra Phật phải phương tiện, nói kiểu này kiểu kia. Có địa ngục nha, có Niết Bàn nha, tu là chứng Tư Đà Hàm, Tư Đà Hoàn, A-la-hán nha, tu là chứng thành Phật nha, con Phật phải thành Phật nha, vân 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 vân, tu là bớt khổ nha, vân vân. Thì đại khái những cái đấy làm gì? Những cái đấy để là phương tiện để cho chúng ta khởi cái tín tâm. Không có tín không có tu cái gì được hết á. Quả ở nơi tín nó rất là mạnh. Trong ngũ căn ngũ lực, tín tấn niệm định tuệ đó, cái tín vẫn dẫn đầu. Không có tín không có được. Mà trong kinh A Di Đà là chỉ cần khởi tín tâm thôi để gặp Đức Phật A Di Đà rồi thôi. Nhưng mà có ai tin đâu? Không ai tin. Quý vị tưởng những người tu pháp tịnh, pháp môn tịnh độ là tin Phật A Di Đà hả? Lầm chết. Người ta tin vãng sanh đúng không à? Chúng ta đâu có tin Đức Phật A Di Đà, đâu có tin vào Đức Phật A Di Đà, thấy không? Hai cái đó nó khác nhau. Người ta tin phương tiện để đạt tới cái người ta muốn, chứ người ta không có tin vào Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ là không có thời gian, không có quá khứ hiện tại. Trí tuệ không có ngăn ngại, trí tuệ xuyên suốt, có như vậy nhìn rất rõ, các việc đều rất rõ. Mà người ta đâu có nhìn cái ông Phật A Di Đà, người ta cứ tối ngày con niệm để con vãng sanh. Đấy, thành thử ra nó đi trật lất, có gì đâu. Tín tâm. Mà nếu có tín đúng, gọi là chánh tín, thì phải có ba la mật, tức là trong nhiều đời nhiều kiếp và ngay cả kiếp này cũng đều công phu.
không có công phu, không có tín. Tại sao vậy? Ngồi không đau thì không biết cái tâm nó sân ở đâu. Phải ngồi đau đi. Ngồi một tiếng thì nó chưa đau, ngồi hai tiếng cho nó đau, cho nó đau lưng. Rồi cái sân nó nổi lên. Lúc bây giờ mình à ha, thì ra cái sân nó như thế này. Sân chính là mình chứ có gì đâu. Mà nếu đau quá thì sao? Đứng dậy cái hết đau, sân nó biến mất ha. Lạ vậy. Vậy sân có thật hay không có thật? Nếu nó có thật nó phải đau hoài chứ. Mà tại sao mình đứng dậy cái nó hết đau? Không thật, sân không thật mà si không thật. Nhưng vì chúng ta chấp thủ, chấp cứng ngắc à, cho nên chúng ta mới dính mắc vào đó và gây đau khổ. Tại sao chúng ta chấp? Tại vì chúng ta vô minh à. Si và mê, si ái và tà kiến. Si ái tà kiến trong ta lúc nào nó cũng có Cho nên chúng ta chấp cứng ngắc. Thế thì trong kinh nói rất rõ, Đức Thế Tôn mượn phương tiện cho nên nói ba thừa: Thanh Văn, Duyên Giác và Phật thừa, hoặc là Tiểu thừa, Trung thừa, rồi Đại thừa, thừa thừa gì đó thì thừa. Nhưng mà có điều nói ba thừa. Mà nếu nói về tướng á, thì là Thanh Văn, Duyên Giác, Phật thừa. Nhưng mà nói về lý, lý lý vô ngại á, ở trong Kinh Hoa Nghiêm á, thì ba thừa này nó không có. Nó ngay thân nơi quý vị. Đây nè, thân khẩu ý nè. Thân khẩu ý đều là một. Ý làm chủ mà. Khi cái ý làm chủ thì cái tay giơ lên, miệng nói. Nó đều bị điều khiển bởi cái ý. Tức là Phật thừa nè. Hãy có Phật thừa, tức là giác, thì nói đúng, đi đúng, nhìn đúng. Còn hãy không có giác, tức là không có tỉnh giác, thì là nhìn bằng mê, nhìn cái ưa thích à, hoặc là ghét à, tai nghe ưa thích hay ghét. Duyên giác tức là do duyên, duyên là do xúc đó. Xúc là nơi sáu căn, đơn giản vậy thôi, khó khăn gì đâu. Phật thừa là trí, tức là thân khẩu ý ở nơi này, mà ý dẫn đầu các pháp. Và trong phẩm song yếu Đức Thế Tôn nói rất rõ. Cho nên nói là ba thừa, nhưng mà thực sự ra chỉ có một, đó là Phật thừa, là theo, nói theo trong kinh. Và Vipassana đó, ba thừa đây là thân khẩu ý, mà nói chung là chỉ có cái ý thôi. Ngồi thiền đau thì đau, nhưng mà cái ý nó vẫn chạy chợ Bến Thành, nó chạy Vũng Tàu, nó không có chịu ở đây. Đau mấy thì đau, nó cũng chạy về Hà Nội, nó cũng chạy về tới Cao Bằng, Lạng Sơn, nó chạy Huế, chứ nó không có ở đây. Tại sao lại vậy? Mình đã chấp nhận, mình tu để giải thoát, mà mình không có trị được cái ý. Thấy chưa nào? Tại vì ta không không rõ cái Phật thừa này là gì, cái ý đó là gì. Khi Đức Thế Tôn nói kinh này, 5.000 vị rời đạo tràng. Khi Đức Thế Tôn nói kinh Pháp Hoa thì 5.000 vị rời đạo tràng. 5 vị này, 5.000 vị này đã chứng A-la-hán rồi, bỏ. A-la-hán là không còn phiền não nữa, bỏ, bỏ đi, không nghe nữa. Tại sao vậy? Tại sao không nói 4.000, 6.000 mà nói 5.000? 5.000 là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chứ có gì đâu. Khi năm này, số năm này nè, mà nó rời cái dính mắc tới các cái pháp trần, rất đơn giản vậy thôi. Khi Đức Thế Tôn nói pháp diệu pháp liên hoa, tỏ ngộ cho thấy ba thừa thân khẩu ý đều là một, thì 5.000 vị chứng A-la-hán rồi đạo tràng, tức là 5.000 vị này lập tức nơi mắt, tai, thân, mũi là nếu rời hết, nó không còn dính mắc vào pháp trần nữa, bỏ. Thì mới hiểu được Đức Phật nói cái gì. Mắt ông còn chấp rằng là như thế này là xanh, như thế này là vàng, tức là ông còn chấp vào pháp trần. Chấp vào pháp trần là gì? Là chấp vào cái thức. Cái thức cũ nó đã tiền định, nó nằm trong đầu rồi, nó nói đó là xanh, đó là đỏ, đó là vàng. Tự chất của cái xanh đỏ vàng nó chỉ là những cái làn sóng thôi,
Nhưng mà ông chấp cứng ngắc rồi ông sinh ra thương ghét, thương màu và tím nè, ghét màu trắng nè, thí dụ vậy. Tức là sinh khởi ra từ nơi cái sự chấp. Thế thì 5.000 này á, chính là mắt tai mũi lưỡi thân. Khi nó xúc nhưng mà không trú, tức là thấy mà thấy, nghe mà nghe, nghe như nghe, thấy chỉ thấy, ngửi chỉ ngửi. Trong phẩm ngàn, Đức Thế Tôn nói cho ông Bahiya đó, này Bahiya, trong cái nghe chỉ có cái nghe, trong cái thấy chỉ có cái thấy, mà trong ấy thì không có ông. Đừng nói tôi nghe, tôi thấy. Mà thiền quán còn thấy tôi nghe tôi thấy, tức là còn sanh tử luân hồi. Nghe cả ngồi thiền đó, tôi ngồi thiền cũng rớt luôn. Ngồi thiền cứ thông dong ngồi. Đúng. Trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe. Mà trong ấy không có ông, tức là không có ngã trong này. Tại vì tiến trình của ngã là thức, chứ không có gì hết á. Cái thức nó làm cho mình nhận diện là có tôi đây. Nếu ta triệt tiêu được cái thức rồi thì mắt tai mũi nó nhìn rất là thanh tịnh, trong đó không có tôi nhìn, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm nữa. Mà nó là cái tiến trình va chạm giữa cái căn và trần, đưa lên thức, rồi thức nhận diện. Trong đấy không có phân biệt, tâm không khởi phân biệt thì ngã không còn. Cho nên khi ta quán, ta thở vào, thở ra, ta đều quán cho kỹ. Nhận biết rằng hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, không có tôi thở, không có tôi nhận biết, không có cái tôi nhận biết ở đó. Chỉ có thấy nó ở đó, đi vào biết nó vào, ra biết nó ra, nóng biết nó nóng, lạnh biết nó lạnh, nhận biết vậy thôi, nhạy bén. Nhưng mà không có tôi thấy, tôi ngửi, hay là tôi ngồi thiền, tất cả cái đó đều rớt hết. Rồi sau đó khi năm căn mà nó đóng được rồi, tức là không dính mắc tới cảnh trần nữa, tức là thấy như thấy, nghe như nghe, thì cái việc của chúng ta là cái ý này nè. Năm căn nó đóng rồi thì còn một căn nữa, nó vẫn còn lang thang. Cái căn này nguy hiểm lắm, nó lang thang, nó đi khắp mọi nơi, là ngồi thiền đây nhưng mà nó nhớ nhà, nhớ ông xã, nhớ con, nhớ cháu, nhớ chợ Bến Thành, mà nó đi nhanh lắm. Trong một sát na thôi là nó đi tới Hạ Long, đi tới Bỉ luôn, chứ phải không? Thế thì đây là ý căn nè, năm căn nè, còn lại cái ý. Mà muốn dẹp cho cái ý thì phải là anh chàng cùng tử hốt phân, tức là cứ gạn đục khơi trong, thấy nó chạy, biết nó chạy, kéo nó về. Rất đơn giản. Đừng có cưỡng bách nó, đừng có phiền não gì với nó hết. Nó chạy, nhận biết nó chạy, cái tự động nó chạy về. Cái ý vừa mới chạy tới Vũng Tàu, lập tức cái ý nó chạy trở lại liền. Không kêu nó cũng chạy nữa. Chỉ cần nhận biết nó nhà ngươi vừa đang chạy tới Vũng Tàu, lập tức là nó quay trở về. Tại vì cái anh chàng cùng tử hốt phân thì nó phải siêng năng hốt hoài. Phân gà đó mà. Tức là chúng ta phải siêng năng quán về cái trạng tướng của ý. Ý lăng xăng. Mà cái ý này nó sinh khởi. Cho nên chúng ta phải như lý tác ý. Nếu không như lý, như trong cái ý này đó, nó chỉ có si ái với tà kiến thôi. Nó mê dữ lắm. Mê cảnh nè, mê người nè, mê pháp nè. Không? Mà vì mê cho nên nó si ái. Ngay cả như mê Phật, nó ở pháp của Phật này kia là đều là tà kiến hết. Phải nhận rất rõ pháp Phật là giác, là tỉnh giác. Đúng không? Phật nói ngay cả những điều ta nói cũng phải như người thờ bạc thứ vàng. Chớ có tin vội. Cho nên nó lạy Phật, phải biết cái lạy Phật để làm gì? Lạy Phật để dẹp cái ngã mạn. Lạy Phật biết là con đang lạy và con đang muốn làm anh chàng cùng tử hốt phân tất cả những cái tạp niệm của con này. Hốt phân là tạp niệm, nhưng có gì hết lăng xăng vọng tưởng là tạp niệm, con hốt dục bỏ hết. Mà trong cái này nó chỉ nguyên do của nó là tại vì si ái tà kiến, nó không có biết rằng là nó lạy Phật, lạy cái bức tượng Phật đó. Nó tưởng là ông bức tượng Phật là linh, không có.
nó lạy Phật để nó dẹp cái tà kiến, nó dẹp cái ngã mạn. Phải thấy được như vậy thì nó mới thành tựu. Nếu không thấy được như vậy thì chỉ được chút xíu phước à. Si ái nè, ái ngã, ái pháp, ái kiến. Ái ngã là có cái thân nè, cho nên nhìn thấy được khu quang cảnh, nó ngủ ngầm, không dễ dàng gạt được nó đâu, bỏ đi không dễ đâu. Ái pháp, ở cái pháp tu của Phật, Phật dạy như vậy, thích quá, tu vipassana, tu này tu kia, bỏ không được. Nội cái bên miến nó có hai trường phái, một trường phái là samatha, một phái là vipassana, một cái là tu thiền, một cái tu thiền tuệ, một cái tu là thiền định. Một ông thì ông đấy tu thiền định rồi mới vào tuệ, một ông nó không cần, hễ tuệ nó thấy rõ thì tự nhiên nó định. Cả hai đều có lý, nhưng mà tại sao vậy? Tại vì si ái tà kiến nó tùy từng người. Có người chỉ cần là 5 phút là nó đã định rồi thì nó phải quan sát thôi. Có người nó phải định rồi nó mới quan sát nổi, không có nó lăng xăng. Cho nên tùy cái người đó. Có người thích ăn chua, người thích ăn ngọt. Sư trước đã nói rồi đó, Phật dạy rất rõ ràng. Mỗi người có cái thích ăn loại gì, đường, ngọt, chua là đều dính mắc tới cái pháp hành đó. Sao thân thọ tâm pháp là nó dính tới cái vị á, thí dụ như vị ngọt, thường thường người thích vị ngọt là cái tâm tham, đa phần là tâm tham. Mấy tâm tham thì phải quán thân 32 thể trược để nhàm chán nó đi. Phật dạy vậy, nó còn tham mà tham cái thân đó thì phải quán 32 thể trược, thấy đều dơ giấy thì tự nhiên cái tham nó buông. Hoặc là quán tử thi, thấy nó sình thúi lên, nó nhàm chán cái thân, nó mất cái tham thôi. Phật dạy rất là hay lắm, nó đều có phương pháp, nhưng mà người ta không hiểu, cho nên người ta si mê tà kiến chấp thủ rằng như vậy. Nhưng mà cái thân của mình nó gồm có gì? Chỉ có ăn với ngủ thôi. Ăn với ngủ để tồn tại, ăn với ngủ để cảm giác dục lạc, vậy thôi. Hưởng thụ cái dục lạc cũng chỉ là ăn ngủ, ăn ngon ăn nhiều, ngủ ngon ngủ nhiều, ngủ mát thì đó là phục vụ cho cái thân, tức là chấp thủ được cái thân này là có thực. Cho nên ngay cả trong khi ăn chúng ta cũng phải thiền ăn, ngủ phải thiền ngủ, phát triển ngay trong những cái đời sống hàng ngày, chứ không phải đợi tới lúc ngồi rồi mới đau lưng rồi mới là thiền, không phải vậy. Thế thì kinh Pháp Hoa đó, nó không phải là tự nhiên ở dưới đất đó, nó mọc lên cái cây sen liền, mà nó phải từ ở dưới. Rồi cái ống sen đó, sư hỏi quý vị vậy chứ, cái ống sen đó, nó nằm dưới sình thì gọi đó là cái gì? Ống sen phải không? Có gọi gì khác được không? Không. Bản chất nó là sen thì giấu ở sình nó cũng là sen. Nó nằm dưới cùng á, cái rễ sen á, củ sen cũng vẫn gọi là sen. Cái củ sen nó nằm dưới sình á, đâu có phải ở vì nó nằm dưới sình rồi không gọi là sen. Tức là bản chất của quý vị đều có một cái tiềm năng để đưa tới sự giải thoát giác ngộ. Dẫu là ở trong sinh, tức là ở trong cái thân ngũ dục, ở trong cái hoàn cảnh giống như ngài Huệ Năng á, ở trong 18 năm ở trong cái đám ăn cướp á, vẫn chứng được như thường. Và vào thời Đức Phật á, cư sĩ cũng chứng A-la-hán nữa. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Thế Tôn nói rất rõ 27 vị và 21 vị có tên đàng hoàng, nam nữ có tên trong đó. Bà La Môn hỏi vậy chứ các cái người mà không chứng A-la-hán mà cư sĩ á, là bao nhiêu? Đức Thế đời sống ngũ dục tại sắc danh thực thùy đều dính mắt mà người ta vẫn chứng mà. Thấy không nào? Tức là mình phải hiểu cái cách tu. Nó chỉ có ăn với ngủ thôi. Cảm giác dục lạc nhiều thì sa đọa.
sa đọa thì tìm bằng mọi phương tiện bất thiện để phục vụ cho cái thân, thì là lập tức rớt vào bốn đường ác đạo ngay. Ham ăn thì súc sanh, thấy không? Ham ngủ. Sau khi chúng ta biết cái ý này nè, đây là năm căn nha, năm căn phải rời năm trần buông. Rồi cái ý thì chúng ta luôn luôn canh chừng. Đức Phật có cái ví dụ này rất là hay. Làm sao tu? Đức Phật nó ví như cái gò mối, nó có 6 cái lỗ. Có một con rắn nó chạy vào trong cái gò mối đó, nó núp. Làm sao bắt con rắn? Lấy đất sét bịt 5 lỗ, còn một lỗ, rồi cứ canh chừng cái lỗ đó thì con rắn nó phải bò ra cái lỗ đó thôi. Tại vì 5 lỗ kia đã biết rồi, thì cái lỗ thứ 6 nó phải bò ra cái lỗ thứ 6 và canh chừng nó ra. Nó ra vừa đủ, đừng có nó vừa nhú ra cái đập nó chạy mất tiêu vô. Đợi nó ra cái thân nó vừa đủ ra ngoài, nắm đầu nó là dính. Ý nè, ý căn nó cũng vậy. Biết năm căn rồi, mắt tai mũi lưỡi thân đều biết hết, thì ý nó, ý căn này là rình nó thôi. Cho nên ngồi thiền đóng tai, đóng mắt, đóng mũi. Nhập thất là đóng tai, đóng mắt, đóng mũi lại. Để chi? Để bắt cái ý này nè. Ý nó sinh khởi, canh chừng nó, nhưng phải để cho nó ra, chứ chưa gì hết nó mới lú lên cái chụp nó là không bao giờ bắt được nó. Để nó ra thấy rất rõ hình tướng của nó, chụp cái đầu nó là dính ngay trong. Mà bắt được một lần mà chúng ta không có siêng năng hốt phân, không siêng năng canh chừng nó, cho nên nó tiếp tục làm khổ mình. Nó dẫn mình đi mình không biết, ý mà ý dẫn đầu các pháp mà. Ăn uống ngủ nghỉ đều dính mắt. Cho rằng thức ăn là ngon là tà kiến, cho rằng cái pháp này tu mới chứng đắc là tà kiến. Tất cả đều là phương tiện vô lượng nghĩa thuyết mà. Rồi khi sau khi cái ý mà nó chỉnh đốn được rồi, tức là theo dõi ý nó vào, ý nó ra, ý nó sinh, ý nó diệt đều nhìn thấy rất rõ, thì lúc bây giờ sẽ thấy được tứ đế. Khổ tập diệt đạo. Ngồi đau, nguyên nhân của đau là gì? Ngồi lâu quá. Rồi muốn hết đau thì sao? Đứng dậy. Thế thôi, đơn giản quá mà, có gì khó khăn? Ngồi đau thì nổi sân. Quán cái đau hay là quán cái sân? Quán cái ý này nè, cùng tử hốt phân nè. Cái sân đó, nó từ nơi ý ra. Tham sân si, sân khởi từ nơi ý. Cho nên khi chúng ta thấy được nó thì chúng ta hành xử rất nhẹ nhàng. Khổ tập diệt đạo. Đau thì, đau thân thì sao? Nổi sân. Rồi bây giờ quán cái tứ đế này nè, ngay trong đó. Thấy nó khổ, nguyên nhân của nó là sân, chứ không phải là cái thân đau. Thân đau không làm khổ, mà cái sân nó làm khổ. Thế thì muốn cho nó hết sân thì sao? Đứng dậy. Biết nguyên nhân nó là ngồi lâu thì nó tê chân, nay ta đứng dậy thì nó hết. Đi kinh hành có sao đâu, không? Thông dong tự tại mà vẫn đạt được kết quả. Tới giai đoạn này rồi, thân tâm đều là một. Mà khi hiểu được gọi là như lý tác ý, tất cả các cử động của mình đều nhận biết rõ, ăn đều biết rõ, ngửi đều biết rõ, múc muỗng canh cũng biết rõ nữa. Mình đang cầm tay mình múc, chứ không phải là theo thói quen hay là hứng hờ, mắt nhìn chỗ khác mà tay múc. Thì ở trong này Kinh Pháp Hoa nói cái thảo dụ, tức là mưa đó có một vị, nhưng mà có cây lớn cây nhỏ, có cây cỏ có cây cổ thụ. Nó là căn cơ chúng sanh không đều. Mưa có một vị, tức là mưa pháp là giải thoát đó, có một vị thôi. Nhưng mà chúng sanh đó có hấp thụ ít thành cây cỏ, rồi là hấp thụ nhiều thì thành ra cây cổ thụ. Nói cái gì vậy quý vị? Ý tập trung thì mưa pháp nó thấm nhiều.
chứ không phải là nó ở con mới tu, con như cọng cỏ, còn sư tu 40 50 năm rồi sư như cây cổ thụ. Không phải vậy. Cái ý của mình á, nếu mà mình tập trung vào cái sanh diệt của thân thọ tâm pháp á, thì ngay lúc đó mình thấy được sự giải thoát nằm trong đó, ngay trong cái thân này nè giải thoát. Tại vì tất cả những cái đau khổ hay là đi khó chịu nó đều nảy sinh ra chỉ có hai cái thôi, tham hoặc sân. Hai cái đó nó sân khởi trong cái ý của mình nè, cho nên mình phải hốt rác nè, cùng tử hốt rác nè, nằm trong ý chứ nó có đâu. Tham sân nằm đâu quý vị? Đau hay không đau thì là do thân, là vật lý. Tham sân thì do ý. Ý nó sanh khởi ra tham sân chứ có gì đâu. Tham sân si đều do ý. Hằng ngày quý vị sám hối sao? À, tham sân si sanh sanh khởi tội từ tham sân si do nghiệp do ý. Thế thì khi chúng ta quán xét trong đời, trong lúc hành trì thiền, đi đứng nằm ngồi đều quán xét, cái ý, lấy cái ý là quán xét chứ lấy cái gì? Ý là tâm ý, cái gì đâu, chitta mà. À, nói danh từ là tâm hay ý cũng giống nhau. Thế thì chúng ta lấy cái đó quán xét, tức là chúng ta thấm được cái nước mưa giải thoát. Quán sát nhiều thì là cây cổ thụ, quán sát lơi khơi thì là cây cỏ. Thì trong kinh bài kinh Bát Nhã, Đức Ngài Quán Thế Âm nói làm sao? Quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến thâm sâu, quán sát thường xuyên mà quán sát thật sâu đậm ở trong đó thì thấy ngũ uẩn là không. Bây giờ quý vị thấy ngũ uẩn còn có là tại vì chưa có sâu, chưa có thường. Lúc quán, lúc không quán, à, lúc như lý tác ý, lúc không như lý tác ý. Còn nếu quý vị quán thường xuyên, trong từng sát na đều như lý tác ý, đều biết rất rõ các sự sanh khởi trạng tướng của thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm pháp nó chỉ là một thôi, nó là cái thân này nè chứ không có gì hết à. Ngũ uẩn nó cũng là một cái thân này thôi. Bốn cái thọ tưởng hành thức nó đều do não, phải không? Mà cái não là phần của thân, cho nên nói chung ra thân sắc này nè, sắc pháp đây là thân. Cho nên khi nếu chúng ta hiểu được, nỗ lực tinh tấn, thường xuyên nhận biết thì đó là cổ thụ, chứ không phải ông đó ông tu nhiều đời nhiều kiếp ông là cổ thụ, ông Ba La Mật tu 40 hạ là cổ thụ, cái đó là tà kiến. Người mới tu 3 tháng thôi nhưng mà miên mật không một giờ nào nghỉ, đều quán chiếu rất rõ các pháp sanh diệt ở nơi thân, nơi thọ, tâm pháp, thì người đấy chính là cây cổ thụ, đủ sức hấp thụ được cái nước mưa giải thoát. Cho nên đừng nói rằng căn cơ chúng sanh không đều cho nên hấp thụ nước mưa không đều. Thì nhiều người nói như vậy nhưng mà trong kinh không hề có cái ý đó. Trong kinh chỉ nói là nỗ lực tinh tấn thì đó là cây cổ thụ, tại vì nỗ lực tinh tấn đưa tới Ba La Mật, xây dựng trí tuệ. Và nếu có nỗ lực tinh tấn thì sao? Thì đương nhiên là giới, giới đi theo. Tại vì ấy, ghê sợ tội lỗi thì đương nhiên giới đi theo, không cần nói giới mà vẫn giữ giới. Trang nghiêm thân, hễ trang nghiêm thân thì không có có bốn đường giữ nữa. Tại sao không có bốn đường giữ? Một cái thí dụ nè, ăn ăn con biết con ăn, ngon biết ngon, dở biết dở, không tham đắm trong cái ăn, tức là không không còn súc sanh nữa. Một cõi đóng lại, đóng ngay cái chỗ này nè. Trong cái pháp ăn mà mình ăn theo thiền thiền ăn á, là coi như mình đóng được cánh cửa súc sanh rồi, không bao giờ tái sanh súc sanh nữa. Tại vì cái thức mà muốn là ăn ngon ăn nhiều là cái thức súc sanh, mà nay chúng ta ăn đều tỉnh giác, ăn như Phật thì làm sao còn sanh ra súc sanh nữa. Ăn như Phật phải sanh ra pháp
Phật thôi. Anh trong tỉnh giác thì chết là tỉnh giác. Rõ ràng chưa? Nhân nào quả đó rõ ràng. Cho nên á, khi trang nghiêm thân, trang nghiêm ý thì giới đương nhiên giữ, bốn đường ác đạo đóng lại, không sân nữa. Sân vừa chớm lên biết đang ngồi thiền mà nó đau quá, đau quá cái sân khởi, cái sân nhận biết, cái sân không để cho nó phát triển, đứng dậy đi kinh hành. Sân không còn cơ hội phát triển nữa thì đóng luôn cái đường Atula. Sống mà không có sân thì làm sao chết mà sân được. Cái thức của sân á, cái biết của sân á, cái sân khởi của sân á, nó không còn. Mà nếu nó không còn cái nhân duyên là sân thì đâu có thể nào sân vào cái cõi Atula được. Ngay lúc sống đây nè, trang nghiêm thân, trang nghiêm khỏi. Mà nếu như vậy thì cuối cùng nó sẽ dẫn gì? Trạng thái của tâm là an vui, tịch tịch. Tâm của mình á, lúc nào cũng an vui tịch tịch. Tại vì mình ăn, mình biết mình ăn đi, mình biết mình đi, mình không còn si ái, không còn tà kiến nữa. Mà nỗ lực tinh tấn trong từng sát na đều nhận rõ. Phiền não không còn cơ hội để chiếm hữu. Mà nếu phiền não, cho nên nếu ngày nay ta ngồi thiền á, mà ta cứ mong cầu làm sao ta chứng A-la-hán và thấy hào quang, thấy Nimitta, tức là ta đã có tà kiến à, ta đã si ái vào cái pháp đó rồi. Mà si ái vào pháp thì đương nhiên là phát sinh ra cái thân, si ái vào thân, bảo thủ cái thân là điều tà kiến, thì rớt vào thân kiến. Làm sao phá được thân kiến? Buông nó xuống thôi. Đấy. Khi đã có ở Niết Bàn rồi thì nó chỉ có hai cái là pháp hỷ và thiền thiệt duyệt. Ăn là ăn pháp, ưa thích pháp, ưa thích nghe pháp, tức là ăn bằng pháp, xúc mà, xúc thực đó. Rồi hàng ngày đọc kinh sách là xúc thực hết đó. Không muốn đọc cái gì hết, chỉ muốn nghe pháp, chỉ thì cái đó là pháp hỷ thực, ăn hoan hỷ. Rồi á, thiền duyệt thực, lúc nào cũng ưa thích ngồi thiền, đứng cũng thiền đứng, lắng cái tâm mình xuống, đó là Niết Bàn đó. Tại vì nó đang ở trong cái trạng thái được an vui, khinh an, đâu còn muốn cái gì nữa. Không muốn nghe, không muốn ngửi, không muốn nếm. Nó sống trong cái nội tâm, nó quay về nó sống bên trong. Và khi tới chỗ này á, thì trong Kinh Pháp Hoa nó thọ ký. Thọ ký là gì? Nó nhận. Chứ có gì đâu. Nhiều người nói ở ông Phật, ông nói vô lượng kiếp sau sẽ thành Phật. Đợi ông nói thì trễ rồi. Thọ ký tức là mình nhận, thọ là nhận đó. Nhận cái gì? Không, giải thoát có đâu, ai cột ông đâu mà giải thoát. Nhận cái gì ở trong này? Nhận là tín, tấn, niệm, định, tuệ, ngũ căn, ngũ lực. Trong trạng thái Niết Bàn, thọ nhận được tín, tấn, niệm, định, tuệ, biết rất rõ, không có tin vào nhân quả, không tin sâu nhân quả, không thực hiện được. Và không tin tấn thì không bao giờ thành tựu. Và không bao giờ nghĩ nhớ để chỉ sơ hở thôi, để cho cái tâm lang thang thì sẽ mất chánh niệm. Mà như vậy thì sẽ không có định. Mà nếu không có định thì không có tuệ. Tuệ với vô minh nó giống như bóng tối và ánh sáng. Quý vị đừng có mong là quý vị đi sửa cái tật xấu của quý vị, tại tật xấu đó là do vô minh. Vì vô minh mới có tật xấu chứ. Nếu đem cái tuệ của mình rọi vô, tự nhiên nó vô minh nó biến mất rồi, chứ sửa cái gì nữa. Làm sao sửa? Mong cầu đi sửa tức là chấp rằng cái xấu đó có thật. Bây giờ giới trang nghiêm tự nhiên nó đâu có làm bậy nữa. Như lý tắc ý thì đâu có bây giờ nói bậy, ăn bậy hay là ăn nhiều ngủ nhiều nữa. Mà đâm ra ghê sợ tội lỗi thì tự nhiên nó thanh tịnh, thì cái chỗ này đã có rồi thì tự nhiên nó thọ luôn mấy cái này. Họ ký đây không phải là
Phật nói ông tốt lắm hay cô tốt lắm, ráng tu đi, sau này 10 ngàn kiếp cho thành Phật. Không phải vậy. Mà ngay đây nè, mình nhận chân ra được tín tấn niệm định tuệ, đó là cái hành trình mà ta phải làm để đưa tới sự thành tựu ở trong cái tuệ giác, phát triển của tuệ giác. Cho nên đi đứng nằm ngồi nhìn ngửi nếm đều phải thiền, cái này thiền duyên thức đó, chứ không phải chỉ có ngồi. Chỉ cần cái niệm của mình á, mà ở chỗ này mà thất niệm là lập tức là có si ái tà kiến nó vào, là phân nó lại rớt ra đầy người hết. Cho nên á, khi nói tới thiền tứ niệm xứ là thân nhất lên đều biết nhất và nhất đúng pháp, tức là như lý tác ý, cái ý của mình á, nó dẫn đầu các pháp nhất lên đạp xuống biết rất rõ. Chỉ cần vậy thôi, chánh niệm, tín tấn niệm định tuệ là dẫn tới hữu vi. Đây là pháp hữu vi mà, niết bàn hữu vi, tức là an vui tịch tịnh ở trong cái thân xác này, trong hoàn cảnh này, chứ đâu đã thể nhập niết bàn mà vô dư đâu. Cái này là hữu dư niết bàn. Các vị này là chứng A-la-hán, tức là nó chỉ là tiểu thừa theo như trong kinh Pháp Hoa đó, tức là đây nè, là thanh văn nè, chứ chưa phải duyên giác nữa, chưa chứng được Phật thừa. Phật thừa là rỗng rang, không có quả nào hết, quả vô quả. Tại vì nếu ông còn thấy quả, tức là quả thanh văn, là nó còn ấn tượng trong đầu, nó là hữu vi. Tại vì con mắt nhìn nó đều sanh khởi. Sanh khởi thì cái anh chàng cùng tử là cái ý đây nè, phải canh chừng, nó luôn luôn là thích hay ghét. Con mắt nhìn, tai nghe là đều sanh khởi, thương hay ghét là anh chàng cùng tử này phải dọn phân đi. Thương ghét cũng bỏ luôn. Người ta khen mình nó cô tu sau đạo mạo, mới tu mấy tháng mà giống như là Phật bà đó. Nghe, tại vì tất cả các cảm giác thương hoặc ghét đều quy ra mã hóa ra là vibration, các sự rung động thỏa thích trong dục lạc. Mà thỏa thích trong dục lạc là phân, tại vì nó còn dính tới cái thân, tức là còn tiếp tục tái sinh. Khi nào mình thấy nó là phân là rác, mình không có dính nó nữa, thì cái ý nó thanh tịnh. Ý nó thanh tịnh rồi, khi nó đã niết bàn rồi, thì tự nhiên trong ý nó thọ nhận được tín tấn niệm đóng năm căn. Ý, cho nên nó phải nhập thất để đóng năm căn, không nghe, không thấy, không ngửi, không nếm nữa. Để mà cái ý của mình lúc nào nó nhảy ra là canh chừng nó. Ý đó là ý tham, ý sân, ý si. Thường thường nó chỉ có hai thôi, chứ si ít khi có lắm. Nó chỉ có tham với sân. Này, tham thì muốn thêm, cái gì mình ưa thích mình muốn thêm là tham. Còn cái gì nó khó chịu, nóng nảy, mình muốn đẩy ra, tránh né nó thì gọi là sân. Có ai có học toán học không? Đừng xin đừng có chứ gì, phải không? Cái này đừng biểu diễn nè, đừng xin đừng có. Rồi nó khác nhau ở cái chỗ tham sân si, ở chỗ nào khác nhau ở cái chỗ pattern và degree, tức là cái cường độ và cái sóng của nó thôi. Thí dụ như này thì ông còn thấy được, tức là nó chậm rãi, niết bàn nè, sanh diệt đều thấy. Nó nhanh quá, nó liên tục như thế này, làm sao ông nhìn? Mà khi ông nhìn được những cái này là tuệ của ông á, là rớt vào ít nhất là A-na-hàm, ông mới thấy được sự sanh diệt liên tục của cái này. Trong một sát na, Đức Phật nói 17.460 tỷ cái rung động, cái thông tin đưa vào qua mắt tai mũi. Cho nên khi quý vị nhập thất á, là quý vị đóng hết tất cả cái năm căn rồi, thì cái số mà số lượng lớn này nó đóng luôn, nó không còn thâm nhập được nữa. Mà cái não á, bắt buộc nó phải sống. Cái não không có sự rung động là cái não chết. Nó nhờ cái sự rung động vibration đó để nó sống.
Thế thì làm sao nó sống? Nó đem cái ý nè, cái consciousness, cái thức á, nó đem lên nhớ thương ghét rồi giận hờn, gặp ai tự nhiên 10 đời 10 10 10 2 30 năm trước tự nhiên nó trồi lên, để nó tạo cho cái não rung. Cái não rung là cái não mới sống được, cho nên ý này lang thang là cái chỗ đó. Nó moi lại những thời từ thơ ấu này kia đem ra. Nhưng mà khi quán chiếu cho kỹ, tức là hốt phân cứ nhận diện, thấy nó lên thì là nó biến mất. Tức là chúng ta thay vì bây giờ mở mắt ra năm căn tiếp nhận một sát na, một giây á, là 17.460 tỷ, bây giờ chúng ta đóng năm căn lại, tức là rời pháp trần, thì á, cái số này nó mất, nó đâu còn tiếp nhận nữa, nó không còn rung nữa, rung nữa ánh sáng này kia nó không còn. Mà nó không còn thì não nó vẫn cần cái số lượng tương đương như thế này, cho nên nó đem cái tiềm thức, cái thức á, cái ngủ ngầm á, nó đem lên với số lượng tương đương như thế này để nó đốt, để nó sống, cái não sống. Có nghĩa là nếu đóng mắt, đóng tai, đóng mũi lại thì coi như quý vị từ từ á, ví dụ 1 năm, 2 năm, 3 năm, nó sẽ thành lọc hết tất cả những cái thức cũ. Mà hết cái thức cũ rồi thì không còn lang thang, không còn lang thang á, thì thấy được vị giải thoát đó là niết bàn. Đi đứng nằm ngồi đều trang nghiêm, dẫu có chạy cũng vẫn trang nghiêm nữa. Tại vì như lý tắc ấy, khi có việc cần đi, đi nhanh một chút vẫn trang nghiêm như thường, cái tâm nó vẫn định như thường, thân chạy tâm vẫn định và biết rất rõ. Tức là nó thọ được 4-5 cái này. Cho nên kinh Pháp Hoa thực sự là tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp trong này chứ chẳng có gì hết. Không có cái thân chúng ta không thể tu được. Nhưng mà cái thân á, nó là dơ, nó là đắm sình, cho nên cái chủng tử, cái hạt giống nó phải nằm ở trong cái thân. Cái chủng tử phải nằm ở trong cái thân, không thể rời cái thân được. Thân thì nó đủ các thứ ở trong này, tạm gọi đó là sinh lầy đấy, không? Nhưng mà cái hạt giống của cây sen phải rớt vô cái đám sinh đó, rồi nó chuyển hóa thành ra cái cây. Và cái thân sen là lúc nào cũng phải thẳng đứng, tức là con người tu phải chân thật với mình. Mình biết mình lỗi, mình biết, mình nhận liền, lên sám hối liền, chứ không phải là giấu giếm. À, nó thẳng, thẳng băng, mà nó rỗng nữa, ở cái ống sen nó rỗng, à, tức là nó không có chứa được cái gì hết. Sám hối rồi thôi quên. À, có những người sống thí dụ như quay thần năm nay bao nhiêu tuổi? 68 phải không? 68 tức là 68 năm mà ông chịu cái rung này. Nếu bây giờ ông mà tu giỏi á, 5 năm mà ông tẩy được cái này là ông quá giỏi rồi. Thấy không nào? 68 năm mà ông nhân cái số này lên đi, đó là nó chứa trong cái thức rất nhiều, nó sẽ làm mồi cho tái sanh. Mà khi ông rửa sạch rồi thì nó không còn cái lửa để đi tái sanh nữa, thì nó chấm dứt, chết là hết. Mà chết là hết mà không đi tái sanh thì gọi là vô sanh, thì gọi là A-la-hán, chứ không có phải là cái gì. Nam mô tham mây, nam mô sang khai.